Và tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với chương mục chuyện tối nay. Thưa quý vị, miền Bắc đang trong những ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông và băng giá đã xuất hiện ở nhiều điểm vùng núi. Sự biến thời tiết giá lạnh còn kéo dài đòi hỏi người dân và các địa phương cần chủ động phòng chống. So với các loại hình thiên tai khác thì người dân thường không mấy chú tâm cho việc ứng phó với giá rét nên nếu xảy ra đợt rét cực đoan thì thiệt hại sẽ rất lớn và để hiểu rõ hơn về tình hình đợt rét cực đoan lần này cũng như là hoạt động của không khí lạnh từ nay cho tới cuối năm để có những cái biện pháp phòng chống kịp thời thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay anh vũ anh tuấn phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để có thể cùng trao đổi à, vâng ạ xin được cảm ơn anh tuấn đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi à, vâng thưa anh ở à, miền bắc của chúng ta thì đang trong những ngày rất là giá rét của mùa đông rồi và đã có những cái điểm mà xuất hiện là băng giá như là ở Yên Tử Quảng Ninh hay là Mộ Sơn Lạng Sơn trong sáng nay rồi. Vậy thì anh có thể cho biết là anh đánh giá như thế nào về cái đợt rét này và trong đợt rét thì chúng ta có cái điểm gì mà cần phải lưu ý khác so với những đợt rét trước hay không ạ? Vâng, thưa quý thính giả, theo cái số liệu chúng tôi cập nhật được đến thời điểm này thì chúng tôi đánh giá đây là một đợt không lạnh rất mạnh. Mạnh ở điểm là nó gây gió mạnh trên trên biển ở cái mức gió cấp 7 có lúc cấp 8 và giật đến cấp 9 nhiệt độ thì như quý giải đều biết là giảm liên tục trong những ngày vừa qua và đã gây rét đậm rét hại trên diện rộng trên khu các tỉnh bắc bộ và ngày hôm nay thì đã mở rộng ra các tỉnh bắc trung bộ và cái uh, nhiệt độ theo chúng tôi đánh giá ấy, là khả năng là có thể cái đợt rét đậm rét hại này ấy, còn có thể kéo dài đến cuối tuần này và đầu tuần sau đặc biệt lưu ý trong ngày từ nay cho đến ngày 25 và 26 ấy, thì có khả năng là cái thời tiết xảy ra rét hại diện rộng rét hại ở đây là nhiệt độ trung bình ngày là dưới 13 độ một số điểm cần lưu ý trong cái đợt không khí lạnh lần này thì theo chúng tôi đánh giá nó có ba cái điểm thứ nhất là đợt không khí lạnh lần này là gây cái nhiệt độ giảm mạnh và xuống sâu nhiều điểm là ở các cái tỉnh thành là nhiệt độ dưới 10 độ như sáng nay là hầu hết các cái tỉnh bắc bộ là nhiệt độ đều dưới 10 độ thứ hai là không khí lạnh tăng cường gây giai đoạn rét hại và kèm theo cái mưa ẩm do vậy cái tính chất rét bút nó tăng lên rất nhiều thứ ba là cái không khí lạnh này gây cái nhiệt độ xuống thấp kèm theo đó là các cái mưa ẩm về do vậy thì cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là cái băng giá hoặc là mưa tuyết thì rất dễ xảy ra ở các tỉnh vùng núi như quý vị đều nhìn thấy. Dạ vâng ạ. Và vậy thì ngoài những cái điểm mà chúng tôi cũng đã vừa thống kê đó chính là ở Bộ sân Lạng Sơn này hay là đỉnh Yên Tử của Quảng Ninh thì có băng giá thì à, theo anh thì trong cái đợt xét đậm xét hại lần này thì đâu là những cái điểm vùng cao mà có cái nguy cơ xảy ra băng giá và diện xảy ra thì có rộng hay không ạ? Vâng. Theo chúng tôi nhận định thì cái đợt công nghệ lần này, này có thể gây cái nhiệt độ giảm trên các cái tỉnh vùng núi từ 2 đến 5 độ. Đặc biệt các cái tỉnh vùng núi cao ấy, thì có khả năng giảm dưới 0 độ và cũng gây ra cái mưa ẩm trên suốt dọc các cái tỉnh vùng núi phía Bắc. Và cái đánh giá mới nhất của chúng tôi thì các cái tỉnh từ Lào Cai qua Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và thậm chí là cái đỉnh Yên Tử ở Quảng, quảng Ninh ấy, là những nơi có nguy cơ cao mà có thể xảy ra cái băng giá, thậm chí là có thể xảy ra mưa tuyết và cái điều kiện để cái xảy mưa tuyết ý, thì ít nhất là cái khu vực đó phải trải qua một cái đợt mưa ẩm thứ hai là nhiệt độ nó phải giảm thấp xuống dưới không độ để đảm bảo cái mưa đóng băng và cái thông thường ý, thì đạt được cái mưa tuyết ý, thì nhiệt độ nó phải giảm xuống dưới dưới âm 10 độ Dạ vâng, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là cái khả năng mà hình thành mưa tuyết thì sẽ diễn ra trong cái điều kiện như thế nào và ở những cái khu vực nào có thể sẽ có cái uh, việc xảy ra mưa tuyết bởi vì chúng tôi thấy rằng là ngoài hiện tượng băng giá thì rất là nhiều khách du lịch đến đến Việt Nam họ cũng kỳ vọng uh, trong cái đợt rét đậm rét hại lần này có thể xuất hiện mưa tuyết một cái hiện tượng thiên nhiên cũng khá là kỳ thú ạ. Vâng, như tôi vừa nhận định bên trên ấy, thì để xảy ra được mưa tuyết ấy, thì điều đầu tiên ấy, là khu vực đó phải xuất hiện cái mưa ẩm trước để đảm bảo cái độ ẩm để có thể đóng băng được. Thứ hai là các cái nhiệt độ nó phải giảm xuống dưới không độ để cái nước có thể đứng, đứng, đứng kết được. À, thứ ba là cái khu vực đó là nhiệt độ phải giảm xuống đứng, âm 10 độ. Thông thường là cũng âm 10 độ và dưới âm 10 độ thì mới khả năng các cái hạt nước mới kết lại với nhau được để tạo thành các cái bông tuyết. Đấy là đấy là cái ba cái điều kiện cần thiết để mà có thể xảy ra được cái mưa tuyết. Thế trong cái trong cái khu vực của mình hiện tại như tôi dự báo ấy thì hiện tại là mới quan sát được một khu vực nó giảm xuống âm 5 độ. Như vậy là khả năng xảy ra mưa tuyết là nó chưa có. Tuy nhiên trong thời gian tới thì không loại trừ khả năng vẫn còn cái mưa ẩm và vẫn có thể nhiệt độ giảm sâu trên khu vực các tỉnh vùng núi cao. Do vậy các tỉnh vùng núi cao vẫn phải đề phòng có khả năng xảy ra cái mưa tuyết này. Dạ vâng ạ. À, chúng ta ngay từ đầu năm thì cũng đã được cảnh báo là xu thế chung của thời tiết năm nay là chịu ảnh hưởng của El Nino nên là cái nhiệt độ trung bình sẽ ấm hơn so với mọi năm. À, tuy nhiên thì vẫn có thể xảy ra những cái hiện tượng rét cực đoan. Ví dụ như đợt rét này chẳng hạn. Vậy thì anh có thể lý giải là vì sao lại có hiện tượng đó không ạ? Vâng, theo uh, các cái số liệu mà thu thập được thì các nhà khí hậu cũng có thấy rằng là gì biến đổi khí hậu ngày nay đang tác động rất mạnh đến các cái hiện tượng thời tiết và gây ra các cực đoan đối với các hiện tượng thời tiết đó. Thì uh, theo cái thống kê mới nhất ý, thì trong các năm Nino thì vẫn có những cái đợt mà xảy ra cái rét đậm, rét hại diện rộng mà gây ra các yếu tố cực đoan. Gần đây nhất là năm mùa đông năm 2016 ấy, thì là cái cũng là trong năm Nino và cũng gây rét đậm, rét hại diện rộng và quý khán giả đều biết là cái mưa tuyết thể ra diện rộng trên khu tỉnh vùng núi đặc biệt là cái bao bì của hà nội và kỳ sơn của nghệ an cũng đã xuất hiện cái mưa tuyết thì cái đánh giá của chúng tôi là cái biến đổi khí hậu ấy, hiện tại đang tác động rất mạnh vào cái thời tiết hiện tại chúng ta đang đang thủ vâng ạ ngoài những cái ảnh hưởng của không khí lạnh trên đất liền thì chúng ta thấy rằng là như anh cũng đã có chia sẻ ở câu đầu tiên đó chính là lần này thì không khí lạnh còn ảnh hưởng tới cả vùng biển nữa vậy thì anh có thể đưa ra những cái dự báo cũng như là những cái lời cảnh báo cụ thể hơn đó chính là à, nếu như mà chúng ta chủ quan này thì sẽ có thể có những cái hậu quả như thế nào đối với đợt không khí lạnh lần này trên biển không ạ vâng đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh trong các cái bản tin dự báo về không khí lạnh của trung tâm dự báo khí tượng quốc gia thì đối với cả các đợt không khí lạnh mạnh ấy, ngoài cái việc là gây gió mạnh trên biển thì gió mạnh cũng gây ra sóng lớn các cái sóng lớn thì thông thường ở trong cái đợt không khí lạnh mạnh ấy, thường có độ cao từ 3 đến 6 mét vì cái độ cao như thế này thì rất dễ gây ra ảnh hưởng đến các tàu thuyền hoạt động trên biển đặc biệt là có thể đánh đám các cái tàu cá hoạt động trên biển và trong đợt không khí lạnh lần này thì theo chúng tôi dự báo là có thể tác động trên toàn bộ các vùng biển trên biển đông ngoại trừ khu vực là vịnh thái lan thì còn toàn bộ các cái vùng biển trên khu vực biển đông đều có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn dạ vâng ạ à, có thể nói rằng là công tác dự báo và quan trắc nhiệt độ khi mà trời rét thì cũng rất là quan trọng và anh có thể ngày hôm nay chia sẻ thêm với khán giả của truyền hình được biết là cái công tác dự báo đó được tiến hành như thế nào và việc cảnh báo tới các địa phương và người dân được trung tâm triển khai ra sao ạ vâng theo cái số liệu chúng tôi nhận được ấy, thì sau khi mà dự báo có khả năng xảy ra sẽ đậm rét hại diện rộng hoặc là đặc biệt có khả năng cái nhiệt độ thấp nhất trong buổi sáng ấy, trước khi mà người dân đi làm ấy, có khả năng giảm xuống dưới mây độ ấy, thì chúng tôi sẽ ra cái yêu cầu thì yêu cầu các cái đài khí tượng thủy văn khu vực trong cái vùng ảnh hưởng của cái trận động đất hại hoặc là cái nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ đó yêu cầu các cái trạng quan sát thì quan sát nhiệt độ trong khoảng trong lúc 6 giờ sáng. Các cái thông tin này thì được gửi trực tiếp về trung tâm dự báo và trung tâm dự báo sẽ xử lý thông tin này và gửi sang đài truyền hình Việt Nam để truyền tải sớm nhất đến người dân để có thể là cái để có thể xem được cái cái nhiệt độ lúc 6 giờ sáng. Ngoài ra thì các cái thông tin nhiệt độ 6 giờ sáng đó Chúng tôi cũng cập nhật trên các cổng thông tin điện tử của trung tâm dự báo cũng như là của tổng cục khí tượng thủy văn để các cái thông tin này thì người dân không xem được truyền hình cũng có thể cập nhật mạng để xem được cái thông tin này dạ vâng ạ có thể nói rằng là à, kênh VTC 14 thì trong à, là một kênh về thời tiết môi trường đời sống của chúng tôi cũng luôn luôn là có cái sự liên kết à, gắn bó rất là chặt chẽ với các quan trắc viên với những nhân viên của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và ngày hôm nay thì cũng một lần nữa rất là muốn anh Tuấn có thể chia sẻ để tất cả quý vị khán giả được biết là à, đối với những quan trắc viên khi mà họ phải à, thức dậy sớm này rồi là làm liên tục những công việc quan trắc và trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này thì cái sự vất vả của các anh chị như thế nào anh có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ vâng tôi thì cũng là một người làm dự báo tuy nhiên cũng là phải cái dự báo này thì nếu như mà chỉ nói dự báo không thì không đúng mà chúng tôi phải căn cứ vào các cái số liệu quan trắc của của các cái quan trắc viên thì người ta quan trắc viên mà người ta tâm huyết và người ta cung cấp chúng tôi mà cái số liệu nó chuẩn thì dự báo của chúng tôi mới bám sát được cái thực tế thì thực tế tôi chúng tôi cũng đã biết và chúng tôi cũng đã từng đã từng tham tham gia về cái gì các anh chị đều biết là vào những lúc mà sáng sớm hoặc tối muộn hoặc nửa đêm trong những kỷ lượng thứ khắc nghiệt ví dụ như là gió mạnh rông lốc này rồi là các xét đậm rét hại như các anh chị đều biết mà người có chức viên vẫn phải ra cái vườn quan sát để quan trắc được các cái số liệu mà gửi cho chúng tôi thì cái này cũng là một cái mà mà rất là đáng quý và tôi thì thay mặt cho các dự báo viên cũng là cảm ơn đến gửi lời cảm ơn đến các quan trắc viên những người mà đã tận tụy với công việc của mình để cung cấp chúng tôi số liệu đảm bảo để cái dự báo được tốt hơn và phục vụ người dân tốt hơn vâng và chúng tôi cũng dành một lời cảm ơn cũng cảm ơn cũng như là tri ân rất là lớn tới các anh chị khi mà cũng đã không quản mọi cái khó khăn để có thể đưa tới những cái thông tin chính xác nhất, kịp thời nhất những lời cảnh cảnh báo tới tất cả người dân để chúng ta có những cái biện pháp dự phòng trước bất kỳ một cái hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào của đất nước và một câu hỏi cuối cùng nữa thì cũng rất là mong anh có thể chia sẻ là cái đợt rét đậm rét hại lần này thì sẽ kéo dài đến cái thời điểm nào và dự báo là từ nay cho tới thời điểm Tết Nguyên Đán sắp tiền sắp tới đây thì chúng ta sẽ có thể có những cái đợt không khí lạnh như thế nào nữa? Vâng, theo cái nhận định của chúng tôi cũng như là các cái thông tin sản phẩm thu thập được ấy, thì cái đợt rét đậm rét hại này nhiều khả năng sẽ có dài đến hết tuần này và đầu tuần tới và cũng như nhận định bên trên ấy thì khả năng từ nay cho đến ngày 25 hoặc 26 là cái nhiệt độ nó vẫn nằm trong cái giai đoạn là rét đậm rét à, hại. Như là nhiệt độ trung bình ngày là dưới 23 độ Và cái rét đậm rét hại nó có thể kéo dài đến đầu tuần tới Do cái lý do là khoảng ngày 27, 28 thì cũng có khả năng có một đợt không lạnh yếu tăng cường Vậy nó duy trì cho cái rét rét hại kéo dài đến khoảng ngày 27, 28 Còn cái 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 thông tin về cái thời tiết Tết ấy, Thì đến cuối tuần này thì trung tâm sẽ tổ chức một cái hội thảo Và phải thông qua cái hội thảo đó và mời các nhà khoa học xuống thì chúng tôi mới mới xác định chính xác được là cái thời điểm đó thì cũng là hy vọng là cái thông tin mới nhất sắp tới thì các anh chị cập nhật nó sẽ có cái thông tin mới nhất về cái dự báo thời tiết tinh nguyên đán lần này. Dạ vâng và chắc chắn rằng là kênh VTC14 thì cũng sẽ liên tục cập nhật cái thông tin từ trung tâm để có thể truyền tải tới quý vị khán giả những cái thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Vũ Anh Tuấn đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng. Và thưa quý vị, tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.